sáng quay sương sương về xe lên cho mấy anh chị xem nha. Hôm nay mấy anh chị muốn mua xe gì, muốn tìm xe gì thì cứ đến ngay cửa hàng em. Em quay cho mấy anh chị xem. Mấy anh chị vào xem và thích xe gì, thấy xe gì có mà mình ưng ý ra cửa hàng em nha. Đây là Vision nha mấy anh chị. Vision chìa khóa màu trắng nha. Bên em còn hàng Vision chìa khóa màu trắng. Đây là một đặc biệt màu xanh nè. Màu đen. HMO màu đỏ nha mấy anh chị. HMO màu đỏ ABS. Phô trời thì em có đủ nha. Bánh căm nè, bánh mâm có đủ luôn. Màu trắng, màu đỏ thì có đủ hết luôn. Bên em hỗ trợ trả góp hết luôn nha mấy chị. Có rất nhiều dòng xe góp không cần trả trước. Mấy chị cứ vào xem đi. Thích dòng xe gì cứ ra đây, như dòng xe bét này nè. Không trả trước nhìn đẹp cực kỳ cho mấy chị. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Nó như Vision luôn nha mấy chị. 110cc phân khối luôn nha. Còn em này nè, HMO màu bạc. Màu bạc nha mấy chị. Màu vàng, màu hồng, màu tím. Màu tím đẹp cực kỳ. Màu cam, màu gì cũng có hết. Cứ vào xem đi nha mấy anh chị. Còn đây là màu trắng ánh tím nha mấy chị. Trắng ánh hồng chứ phải trắng ánh tím. Đó, trắng ánh hồng nha. Copy luôn nha mấy anh chị. Copy thì đầy đủ màu luôn à. E-Center. Rồi, tới tiếp tục. SH mo, SH cao, SH nha mấy chị. 150, 150 ABS màu trắng, 160, 160 màu xám xi măng nha. Còn đây là em là Vision trắng nha mấy chị, trắng đặc biệt đẹp cực kỳ luôn, lên tem đẹp quá đẹp luôn. Khu chờ lên thái nha, màu xanh lên thái nha mấy chị. Còn trong đây là khu chờ riêng nè, màu xanh nè. Xanh bánh căm, trắng, đỏ. Đó, những màu sơn nha. Xám xi măng, màu xanh. Đẹp cực kỳ. Còn đây là HMO. HMO nha mấy chị. Nó HMO nè. Giá cực kỳ tốt luôn, hỗ trợ trả góp cho mình. Chị có tiền trả cho em tầm cỡ 5 triệu hoặc 10 triệu là mua được nha. Còn muốn trả nhiều càng tốt, trả nhiều hồ sơ mình càng dễ duyệt nha. HMO thì em đủ màu hết, mấy chị cứ vào xem đủ màu cho mấy chị lựa thoải mái luôn nha. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Còn đây HNAM nè mấy chị, đủ màu luôn, đủ loại. 125, 150, 160. ABS, CBS đầy đủ hết. Đây 160. Có lên thái luôn nha mấy chị. Mô tô nữa nè. Đây là quay thái nha, quay thái thì em đủ màu cho mấy chị luôn, từ mẫu cũ, mẫu mới gì có hết luôn nha mấy chị. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh nè. Trắng, đỏ, xanh, bạc. Đầy đủ nha, mẫu cũ nha mấy chị, đầy đủ luôn. Chỉ có tại cửa hàng em mới còn đủ màu vậy thôi mấy chị. Rồi mấy chị xem nha, mấy chị thích dùng dùng xe gì ra cửa hàng ủng hộ phụ em nha. Viro nè, đầy đủ luôn nha mấy chị.